Sau những chiến thắng ban đầu ở phía đông, Cyrus đại đế chuyển tầm nhìn của mình về phía tây. Vào năm 547 trước công nguyên, ông phát động chiến dịch chinh phạt đế quốc Lydia. Kết quả là ông toàn thắng và sáp nhập Lydia vào lãnh thổ Ba Tư. Với chiến thắng của Cyrus đại đế trong cuộc chinh phạt nước Lydia, ông trở nên cực kỳ giàu có và trở thành bá chủ của phần lớn Trung Á. Năm 539 trước công nguyên, ông xâm lược Babylonia do vương triều Chaldea cai trị. Công cuộc chinh phạt xứ Babylon là cuộc chinh phạt danh tiếng nhất của ông, được ghi nhận chi tiết trong kinh thánh, chữ hình nêm Babylon và các tác phẩm của Herodotus hay Xenophon. Ngày 12 tháng 10 năm 539 trước công nguyên, Cyrus đại đế không đổ một giọt máu, sáp nhập Babylonia vào Ba Tư, giam giữ vua Nabonet và xưng vua của Babylonia, vua của Sumer và Akkad, vua của bốn phương trên trái đất. Con người cần thời gian rất dài để xác minh điều này thông qua lịch sử, và những ghi chép trong Kinh Thánh đều được chứng minh là sự thật. Bạn có biết tại sao loài người không tin Kinh Thánh là sự thật không? Lý do mà loài người không tin Kinh Thánh là sự thật vì nó được ghi chép quá xa so với thời đại đó. Vì thế, Kinh Thánh là cuốn sách tiên tri, sách lịch sử và sách khoa học. Đó là bởi Kinh Thánh không phải được ghi chép bởi ý muốn của loài người. Chúng ta thậm chí không biết điều gì sẽ xảy đến trong một vài phút nữa, thì làm sao chúng ta có thể biết được những điều gì sẽ xảy ra trong vài nghìn năm tới? Kinh Thánh là cuốn sách mà trong đó ý muốn của Đức Chúa Trời được ghi chép và tiên tri. Trong lời tiên tri có một phần liên quan trực tiếp đến tương lai của bạn. Lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm cuối cùng là gì? Hãy nghiên cứu về lời tiên tri này.